trong biểu diễn nó sẽ làm lắp đoàn nó sẽ làm thử phổi trung tâm quyền của nhau thành phố Đức Trăng. Chúng tôi cũng xin các bạn tới hôm nay và lúc 18 giờ hôm nay thì cũng tại trung tâm với hai là trung tâm của tác giả diễn ra biểu diễn nó sẽ làm của các đoàn như sau. Thứ nhất là đoàn nó sẽ làm hình phổi của trung tâm thành phố Đức Trăng, đoàn nó sẽ làm tiếng ngữ của Kiên Giang.